Ở bài số 3, người ta cho một mảng bao gồm có n phần tử A1, A2, AN. Người ta yêu cầu đếm số lượng phần tử nhỏ nhất, số lượng phần tử lớn nhất trong mảng. Ví dụ cho một cái mảng như thế này thì phần tử nhỏ nhất là bằng 2, phần tử lớn nhất là bằng 9 và các phần tử này đều xuất hiện là một lần. Đấy. Ví dụ như ở đây thầy đưa ra là giá trị nhỏ nhất là 2 xuất hiện một lần, giá trị lớn nhất là 9 xuất hiện một lần, ta sửa lại thành bài này chẳng hạn. Ta lấy một cái test khác. Ta lấy test thế này 3 1 2 1 4 chẳng hạn. Đấy. Thì ở đây số 1 xuất hiện 2 lần, số 4 xuất hiện một lần. Vậy thì ta áp dụng theo tư tưởng của bài toán trước. Vậy thì ở bài toán này ta sẽ phải làm như thế nào? Xin mời Hưng nào. Ta sẽ phải làm gì? Rồi, tư tưởng của Hưng rất hay. Bước 1. Đầu tiên bạn sắp xếp mảng A thành cái dãy không giản, có một cái dãy tên khác được gọi là tăng dần. Để sắp xếp thì ta sử dụng thủ tục gì nhỉ? Thủ tục này viết như nào? Hưng viết luôn để thầy viết luôn vào đây. Trong C cộng cộng ta có cái thủ tục sort rồi. Mày ghi sort như thế nào? Thầy sắp xếp mảng A có n phần tử trong C thì ta sẽ ghi như thế nào nhỉ? Nhanh. Hôm qua thầy còn nói đến sắp xếp mảng C có k phần tử ấy, hay sắp xếp mảng C có 4 phần tử ấy. Vậy ở đây ta sử dụng thủ tục sort một mảng A có n phần tử. Phần tử đầu tiên có chỉ số là 1. Phần tử cuối cùng có là phải chỉ số là n. Vậy thì thủ tục sort này viết như thế nào? Hưng biết không nhỉ? Đã quên ý của thầy, nó đã dùng nó lần nào chưa nhỉ? Tức là Hưng sắp xếp theo nổi bọt hoặc là sắp xếp theo quicksort đúng không? Vậy thì ở đây thầy chia sẻ luôn, C cộng cộng nó có sức mạnh là nó có thủ tục sort sẵn. Sắp xếp mảng A từ vị trí thứ 1 cho đến vị trí thứ n. Đấy, A cộng n cộng 1. Đấy, chỉ cần có mỗi như thế thôi. Ta gọi sort A cộng 1, A cộng n cộng 1. Như vậy đầu tiên ta nhập n này. Đấy, xong đó nhập dãy A1, A2, AN này. Sau đó các em gọi thủ tục sort A cộng 1, A cộng n cộng 1. Thì nó sẽ sắp xếp từ mảng, từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ n của dãy số. Nhá. Rồi, sau khi sắp xếp xong Hưng làm gì để tiếp em? Ta làm gì tiếp? Nhanh. Theo đề bài, ta quay lại đề bài nhé. Đề bài là đếm số phần tử nhỏ nhất, đếm số phần tử, số lượng phần tử lớn nhất. Vậy thì chỗ này bạn sẽ làm gì? Sau khi sắp xếp xong thì em thu được một mảng là một dãy không giản rồi. Đấy, vậy thì dãy dãy ví dụ như sắp xếp cái dãy này xong thì nó sẽ thu được cái dãy này. Ví dụ cái mảng này sau khi sắp xếp là được 1 1 2 3 4. Rồi, Hưng sẽ làm gì kế tiếp em? Để cô gõ nhanh tay lên.
CLA1 thì em thu được số 1. Rồi, ok. Sau đó làm sao thu được số lượng của nó? CLA1 là tức là mình đưa ra được số giá trị nhỏ nhất rồi. Như vậy thì sau khi sắp xếp xong, thằng A1 sẽ là thằng nhỏ nhất. Các bạn cần phải thực hiện thêm một cái thao tác nữa, đó là đếm số lượng phần tử nhỏ nhất. Vậy chỗ này em đếm như thế nào? Ta thực hiện đếm số lượng phần tử nhỏ nhất. Vậy chỗ này mình sẽ for như thế nào nhỉ? For y chạy từ 1 cho tới n. Nếu gì ở chỗ này Hưng, bây ta đếm số lượng phần tử nhỏ nhất. Nếu gì nhỉ? Hiện tại ta thu được rằng thằng nhỏ nhất của mình đang là thằng A1. Vậy thì ta đếm chính xác, nếu thằng A bằng thằng A cộng 1. Nhưng nếu mà cái dãy số này là à rồi. Theo thầy nghĩ thì ta có thể sửa luôn chỗ này nhé. Nếu thằng A mà bằng thằng A1 thì mình tăng thằng đếm lên. Biến đếm thì gọi sử dụng là biến D đi. Trước vòng lặp for ta khởi tạo D bằng 0. Được chưa? Nhưng mà khi đó thì ta thấy rằng với số 1 này thì nó đếm của ta bắt đầu khởi tạo bằng 1 nhé. Ta khởi tạo đếm bằng 1 đi. Nếu ai mà bằng A1 thì đếm bằng đếm cộng 1. À, đếm bằng 0 nhỉ. Ai bằng A1, 1 bằng 1. À, đấy, biến đếm bắt đầu khởi tạo bằng 0, đúng rồi. Sau đó thằng 1 này bằng thứ 2, 1 cũng bằng 1. Vậy tăng lên bằng 2. Đến khi 2 1 với 2, hai số này khác nhau. Thì theo thầy vì khác nhau rồi thì chứng tỏ rằng bắt đầu từ số này trở đi nó không phải là số đạt giá trị nhỏ nhất nữa, nên mình có thể break ra ngoài luôn nhé. Vậy thì mình thu được biến đếm như khi nãy Hưng có nói đến A1 sẽ là thằng bé nhất và thằng biến D của thầy đó chính là số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. Rồi, trước vòng lặp for này ta khởi tạo D bằng 0 nhé. Rồi, tương tự như vậy, bây giờ thầy thực hiện cái công việc là đếm số lượng phần tử lớn nhất. Bây giờ D của thầy vẫn sử dụng biến D, đỡ phải dùng nhiều biến. D vẫn khởi tạo bằng 0. Vậy thì thầy sẽ phải là for y chạy từ 1 cho đến n. Thì vậy câu lệnh if của thầy đây là gì? À quên, thầy sẽ thể for chạy từ n down to về 1 đi. For ngược trở lại cho y trừ trừ. Y bằng y bằng n, y lớn bằng 1 và y trừ trừ. For down to tức là mình đi từ cuối dãy về đầu dãy. Rồi sao nữa? Nếu gì? Hưng. Gọi nhanh tay nhá. Nếu gì? Rồi, nếu AI mà bằng thằng AN. Nếu AI bằng AN thì chứng tỏ rằng cái thằng AI này bằng thằng lớn nhất của dãy số. Thì ta tăng thằng D lên. Đấy. Tất nhiên ngược lại thì khi AI mà khác AN thì chứng tỏ các số phía sau nó sẽ luôn bé hơn thằng AN. Vì dãy này đang tăng mà. Đúng không? Gặp một thằng khác thằng AN thì thằng đấy đã bé hơn AN rồi. Vậy thì càng về phía trước thì các phần tử này càng bé hơn. Vậy thì ta break ra ngoài luôn. Rồi, sau vòng lặp for này ta thu được thằng AN là thằng lớn nhất của dãy số và thằng D
Đây chính là số lượng phần tử đạt giá trị lớn nhất. Đấy, ta phải tạo bằng D. Đấy. Như vậy thì ta làm theo cách này. Vậy thì độ phức tạp thuật toán của bài toán này thì nó sẽ bằng ô của ô là ký hiệu ô lớn. Chi phí của nó ta for chạy từ 1 đến n hay for chạy từ n về 1 thì chỉ mất ô n phép tính. Giải thuật sắp xếp mảng A có n phần tử nó mất n nhân log n phép tính. Theo cách tính độ phức tạp thuật toán thì nó sẽ lấy đoạn chương trình có chi phí lớn nhất. Vậy ở đây nó sẽ là bằng ô của n nhân với log của n. Đấy. Chạy này thì được với n với giá trị n nhỏ hơn hoặc bằng cứ khoảng tầm 10 mũ 5. Tức là có khoảng tầm 100.000 phần tử thì thuật toán của Hưng có thể hoàn toàn là full điểm được với cái cách làm này nha. Rồi, bây giờ xin mời các bạn cài đặt theo giải thuật của bạn như trên. Vậy đầu chương trình sau khi nhập n, nhập mảng A, các em gọi thủ tục sort a cộng 1, a cộng n cộng 1. Sau đó các bạn thực hiện đi đếm số lượng phần tử đạt giá trị nhỏ nhất bằng câu khởi tạo d bằng 0, for i chạy từ 1 đến n. Đây. Sau đó đưa ra kinh nghiệm thứ nhất. Sau đó đếm số lượng phần tử lớn nhất làm như trên. Sau đó ta đưa kết quả ra và ta dừng lại. Vậy trên đây là cách 1 để làm bài toán số 3.